Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 7, Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức được tổ chức Children Heartland, một tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ chuyên hỗ trợ giúp đỡ các quốc gia đang phát triển về chuyên môn, kỹ thuật trong lĩnh vực tim mạch của trẻ em, công nhận là trung tâm tim mạch xuất sắc đầu tiên tại Việt Nam. Đây là một sự kiện hết sức có ý nghĩa, khẳng định vị thế đầu tàu của tuyến cuối khu vực phía Nam, đồng thời mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho các gia đình và chính các trẻ em không may mắc các bệnh lý về tim bẩm sinh. Nếu như trước năm 2004, nhiều trẻ bệnh tim bẩm sinh phải sang nước ngoài để điều trị với chi phí rất cao. Nhiều ca bệnh nặng không qua khỏi do Việt Nam thời điểm đó chỉ có một trung tâm phẫu thuật tim duy nhất là Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh. Thì từ năm 2008, với sự hỗ trợ của Children Heartland và một số tổ chức khác, các bác sĩ điều dưỡng, kỹ thuật viên của Bệnh viện Nhi đồng 1 đã được gửi đi đào tạo ở nhiều bệnh viện trong và ngoài nước. Nhờ vậy, một đội ngũ tim mạch giỏi được hình thành. Và nay, một trung tâm tim mạch xuất sắc về nhi đầu tiên của Việt Nam được công nhận, giúp cho những em nhỏ không may mắc bệnh tim bẩm sinh được phát hiện, điều trị với những kỹ thuật hiện đại nhất, chi phí hợp lý. Bé thì nó bệnh hồi nhỏ tới giờ nhưng mà chỉ mới phát hiện tim năm nay thôi. Lên đây được nhà mới vậy thì thấy mừng cho bé. Hồi đó thì nó không có đi chơi, không có hoạt động, nhưng mà 3 tháng nay thì được chị thì bé nó không chơi bình thường. Bảo hiểm đây chi hết là mình chỉ ăn uống rồi ngoài thôi, rồi phòng công tác xã hội rồi nó có trợ giúp tiền sữa tả rồi cho bé, thành ra cũng đỡ phần nào. Nói chung là tới bây giờ thì cuộc sống của bé thì từ sau cái lần mẫu thứ 3 thì trở về đây thì bé cũng ok. Mình cũng mong muốn có cái ngày này lắm. Gửi lời cảm ơn đến bệnh viện cũng như các bác sĩ đã cứu sống con của mình. Rất là cảm ơn. Được biết, một trong những tiêu chí đánh giá của Children Heartland là hiệu quả điều trị được thể hiện qua chỉ số tỷ lệ sống còn trong 30 ngày đầu tiên sau phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch, cũng như số trẻ được cứu sống. 15 năm qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thực hiện hơn 5.100 ca phẫu thuật tim hở và hơn 7.100 ca thông tin can thiệp với tỷ lệ sống còn 98%. Tim mạch là một trong những chuyên khoa phát triển ấn tượng và có hiệu quả nhất trong 20 năm gần đây, giúp kéo giảm đáng kể tỷ lệ tử vong từ 4,9% xuống còn 0,4%. Phát triển kỹ thuật chuyên sâu những cái trung tâm tim mạch xuất sắc như thế đó sẽ là thứ nhất, bệnh nhân là được điều trị với những kỹ thuật chuyên sâu tốt nhất của bác sĩ Việt Nam và thậm chí có những ca mình hợp tác với bác sĩ quốc tế để mà giải quyết. Và cái thứ hai để thúc đẩy cái phát triển cái nguồn nhân lực tại chỗ Thành phố Hồ Chí Minh và của Việt Nam. Và cái thứ ba đó là mình mổ ở Việt Nam, làm ở Việt Nam thì vẫn là cái môi trường nó thân thiện. Và một cái điều mà chúng tôi rất vui có nghĩa là đến Nhi đồng 1 này là giàu nghèo các cháu đều được điều trị tốt nhất, các cháu nghèo vẫn được tiếp cận với cái y tế cao nhất, đem lại cái cuộc sống mà hết sức là chất lượng cho các cháu. Việc được công nhận là trung tâm tim mạch xuất sắc nhất của Children Heartland chính là niềm vinh dự của Bệnh viện Nhi đồng 1, đồng thời cũng là động lực để đơn vị này tiếp tục cống hiến, phấn đấu trở thành trung tâm tim mạch nhi của khu vực Đông Nam Á trong thời gian tới, theo đúng định hướng phát triển và kỳ vọng của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.